Mọi người có bao giờ thử ăn kim chi dưa chuột chưa? Mình xem phim Hàn Quốc á, thấy họ ăn ngon quá nên phải học cách làm ngay thôi. Đầu tiên là dưa chuột các bạn sẽ rửa sạch, sau đó mình sẽ cắt làm hai, rồi mình chẻ dưa chuột theo dạng như thế này. À, khoe với mọi người luôn, mình mới tạo hai cái thớt inox mà còn được tạo được hai cái đầu vào nữa. Mình khóa cái thớt inox á là chùi rất là dễ dàng, vệ sinh cũng dễ nữa. Link mình để trên bio nhé. Mình mua Shopee, nhiêu đây dưa mình sẽ dùng hai muỗng muối và ướp với nó trong vòng 30 phút, rồi sau đó chúng ta sẽ rửa lại nước sạch. Nguyên liệu trộn với lại dưa chuột á là chúng ta sẽ có là hẹ. Hẹ này thì các bạn có thể dùng là hẹ miền Tây hoặc là hẹ miền Trung đều được. Cà rốt thì mình sẽ sắc sợi và tầm khoảng là một chén cà rốt. Trộn kèm cùng với nó sẽ có là hành tây và một ít tỏi. Bây giờ chúng ta sẽ tới phần là làm công thức trộn. Nếu cái này mang cay thì các bạn thay nước mắm bằng xì dầu. Người Hàn thì họ ăn kiểu nhạt nhạt á, nên là các bạn nào mà muốn mà nếm lại mà thấy nó nhạt quá thì mình cho thêm đường hoặc là thêm mắm. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu nhồi tất cả các nguyên liệu này vào trong trái dưa leo. Rồi chúng ta cũng đã có thành quả rồi đây. Nhìn màu sắc rất là hấp dẫn hen. Cái này ăn với là thịt nướng hoặc là cơm nóng á cũng rất là ngon. Các bạn nên bỏ vào trong tủ lạnh xong rồi tầm khoảng 1-2 ngày sau á ăn sẽ ngon hơn. Cái này có thể dùng ăn kèm rất là nhiều món. Lần sau mình thử hen. Mình là các ông đói, hẹn gặp lại bạn video lần sau. Bye bye.